Anh em đang thưởng thức đặc sản là sâm lam núi Rành nhé, đây là rượu nhé. Chúc mừng trưng bày. Có chứ. Cây nhánh nam. Đang làm khuôn viên này xong thì Bình này. Đúng rồi. Cũ rồi. Cái đấy là phải mở kiosk ở trên thị trấn. Xong bắt đầu là cả cây rồng phồm luôn ấy. Chú về chú thích bốc lên. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Như bây giờ anh phải làm trên thị trấn là bây giờ khách đến là từ trung tâm huyện giờ xuống. Trung tâm huyện giờ xuống đã bắt đầu là mình bảo showroom đó có một cái gian hàng ở trên đấy trưng bày luôn. Thế khi người ta đến gọi là đến thưởng từ chưa hết thì hàng có dần. Vì thương hiệu bây giờ là chỉ dẫn địa lý của mình là có rồi. Là có rồi thế này đấy, đó. Đó ra là mình rồi đây cũng anh ơi. Tất cả anh em hôm nay về gia đình anh thì chẳng biết anh ấy nhiều tuổi chưa nhưng mà chưa là đấy là đi tuổi. Anh lại cạnh em. Toàn đầu 8 rồi. À đây à. Thì vừa nãy nói chuyện anh bảo là nhà em có cái trại. Ok rồi, ok. Gần nhà ấy. Anh em thưởng thức chén rượu xong nhé. Tuyệt vời. Đấy. Rất thơm. Thơm. Mà có vị ngọt mát. Ngọt mát nó không có vị chát nhé. Cái cát sâm nó có vị hăng hăng. Cát sâm nó có vị hăng hăng. Kể cả sâm Hàn Quốc. Thế là cũng phải nói thật là nếu anh em mà tất cả thơm là anh em thơm mát. Thì bảo trước hết là để xem cái củ. Tí nữa anh bới cho chú Trung cái gốc của anh 10 tháng. Không phải là vì không để cho chú xem thực tế, không phải chú bảo là không tí em phải quay luôn, quay luôn. Chú về nó bảo đây là cái dòng sâm nhà anh Nam bây giờ cái khả năng bãi trong anh khả năng anh chuyển quả ba lá kìa. À thì ba lá giá nó cao. Nếu mà cái xác định anh trồng để ấy để sử dụng ấy ở trong sử dụng, còn nếu chú bảo trồng để đền bù thì